hôm nay mình có dịp mình đi ngang chùa Thông Vôm các bạn. Thông Vôm thì xe cuốc đang bắn phá cái ngôi chùa này các bạn, phá cái chơi khu vực này nè để chuẩn bị xây chùa mới. Mang cái búa bắn bê tông các bạn. Quá trời cái búa bự. Chùa cao lắm rồi kìa, mỹ trên kia. Mới qua Tết dân tộc rồi xong rồi tiến hành phá dỡ cái chánh điện các bạn, mới hỏi thì cái này chánh điện cũ xuống cấp rồi cho nên nhà chùa phá để xây chánh điện mới rồi luôn các bạn. Mấy anh đang lấy đập sắt kìa. Chiếc xe cuốc 200 bánh hơi nha các bạn. Cao lắm. Có cái tháp lên trên 17 trên kia. Giờ đang bắn. Hồi nãy mình đã trễ, giờ phá được hết rồi các bạn.
bắn lấy sắt ở trên. Đi lấy sắt.
Phá này cũng lâu nha bạn, mấy ngày mới rồi. Lấy sắt luôn này kia mới rồi. Con nội nguyên cái tỉnh đấy bạn. Tháp này phá hơi chua nè, quá trời cao. Phá rồi thì rớt xuống rồi lôi ra mấy bắn để lấy sắt lại các bạn. Phá hoàn toàn hết trơn luôn các bạn, phá trên đó luôn, trên đỉnh cái tháp chảnh xuống luôn các bạn, để xây chánh điện mới. Chùa thun vôn ở gạch giá nha các bạn. Dích xuống dưới này cho mấy anh này lấy sắt đi. Còn cái nào dính bê tông thì mấy anh lấy búa đập lên.
trong kia luôn các bạn. Má này có mới có một máy ở trước các bạn, còn nhiều lắm. Này phá tới mấy ngày mới rồi, lấy đa lấy sắt này kia lâu các bạn. Con là bỏ ra thôi bạn, bắn hết. Chưa luôn các bạn, mình cũng xin kết thúc video luôn các bạn, tại vì làm cũng mấy ngày nó mới rồi đó các bạn. Cái việc mình sẽ quay lại tiếp tục cho các bạn xem nha. Sắc hả? Vâng.